Ngày 22 tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ một đối tượng về hành vi mua bán động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm với số lượng lớn. Ngày 18 tháng 1, tại khối Q9, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Nam Đàn phá chuyên án bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Tin, sinh năm 1963, trú tại khối Q9, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, về hành vi mua bán động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm. Tang vật thu giữ gồm 10 cá thể khỉ, 2 cá thể beo đốm, 1 cá thể TT, tất cả đều đã chết, với tổng khối lượng là 120 kg, trong đó có một số cá thể thuộc danh mục các loại nguy cấp quý hiếm.